cuộc đình công ở Hy Lạp biến thành bạo động, tin từ Athens. Cảnh sát Hy Lạp đã dùng lựu đạn cay để giải tán người biểu tình, ném bom xăng. Và đã có khoảng 30.000 người đã tập trung ở trung tâm thủ đô Athens biểu tình chống chính sách kiềm ước, trong lúc công nhân, công chức đình công làm cả nước ngưng hoạt động. Xô xát đã diễn ra khi người biểu tình ném đá, chai lọ và bom xăng vào hàng rào cảnh sát canh giữ trụ sở của Quốc hội. Cảnh sát cho biết là đã bắt giữ được 52 người. Một người biểu tình 65 tuổi bị chết vì bệnh tim và 3 người bị thương phải nằm ở bệnh viện. Các nhà lãnh đạo Liên Âu họp ở Brussels đang tập trung để giải quyết khác biệt đối với chương trình liên kết ngân hàng, nên sẽ không có quyết định mới nào đối với tình hình ở Hy Lạp.